Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với mấy anh em chúng mình nhá. Mấy anh em chúng mình đang trên đường đi trở về lán thì qua cái khe này mọi người này. Cái khe này mấy hôm trước mấy anh em chúng mình đánh bẫy ở trên kia ấy. Đi qua đây là Doanh nó thấy ở dưới này có nhiều cái hang cua nó đào lắm, cua đá đấy. Ném cái thủng em. Đây có ngay một hang này nhỉ. Đâu hang đấy đâu? Hang này phải không? Đây á Doanh. Đây có một cái hang. Đào không nhờ? Bắt được đâu? Doanh nó đang chặt cái cán thuồng để đây này. Đào mấy con cua nó chui trong hang này. Còn bẫy thì ở tít trên kia cơ. Cứ từ từ ở dưới này đi đào cua đi lên đến trên đến bẫy thì thăm bẫy sau. Bẫy thì sau bẫy thì cũng được khoảng 2 ngày đấy, 2 ngày chưa thăm. Không biết là có dính con gì không. Khả năng là có dính con gì là đến hôm nay là nó con nào mà bị sớm là bây giờ nó cũng hỏng mất rồi. Thôi cứ đào lấy mấy con cua này cho chắc ăn. Đào được con nào thì tối nay về có cái mà ăn, không chả có gì ăn đâu. Ui đây này Doanh nhỉ. Đây này, đây cũng có hang rồi đấy nhỉ. Và đây có vướng cái cây gỗ mục đây rồi. Đây có cây gỗ mục to lắm. Hàng sâu đấy, cua này đào ác. Ui sầu lắm. Ui cái hang này sầu lắm nhỉ. Chắc bỏ qua được Doanh ạ. Hang sâu này khó bắt lắm. Sầu lắm nhỉ. Có tìm hang khác đi ra nhỉ. Hang này có vẻ là khó ăn. Dao anh Thảo cầm rồi. Đi tiếp tục lên trên thôi. Này có cái hang nào nó đào mới nó đùn đất ra nhìn biết mà. Đi cứ kiếm chỗ nào mà có đất đùn ra thì đấy chính là hang cua. Để mình đi xem có cái hang nào không mình chỉ cho mọi người xem. Sầu lắm. Khó ăn đấy. Loại cua này ở trong khe con nào nó to bằng này. To bằng gần bằng cái bắt con to nhất nó ấy. Anh Thảo phát hiện đây có hàng đấy, cái này có vẻ là đào được đấy. Ừ, toàn đá lởm chởm nhỉ, qua bên này xem nào. Ôi chỗ này như cái mỏ nước ấy nhỉ, nó đùn nước ở đây ấy. Thấy được cống. Sờ theo cái hang mà xem. Cái bìa xấu. Thấy rồi nhưng mà không tóm được ra chứ. Thấy chưa? Thấy rồi. To. Sờ lý. Doanh nó sắp bắt được rồi mọi người ạ. Sờ thấy con cua rồi. Em sợ nó kẹp á. Không sợ đâu, cầm lôi ra, cầm càng ép mu nó xuống. Cẩn thận gãy càng nhá. Cẩn thận. Được không? Được. À, đấy còn mắc cái viên đá nữa. Úi da. Kêu à? Chưa. Không sợ đâu. Đâu, bỏ ra. Đấy. Ừ.
Mà bám chắc nhờ. Moi viên đá này lên hộ cái. Đấy, nó tỉ mẹ sụp tay. Nó ở trong hang nó không người lên này. Cố lên. In từ. Đây, sắp ra rồi. Thì cứ lôi nó ra nó gãy cả cũng được. Không, phải không cho gãy nó mới đẹp. Cái càng chất lượng nhất. Ra được không? À, một con. Đây. Con đầu tiên nha mọi người. Đây này. Đây cầm cái này xem nhìn nó sướng này. Đây cua đá đấy, cua này cua trên rừng nó hay có này, cua núi ấy. Đúng rồi đấy, anh Thảo chặt cái dây đấy phải buộc vào, xách. Một người đi đằng sau là xách đi theo, rửa cho sạch sạch nhìn nó sướng nha. Đấy, nhìn ngon chưa? Úi giời, càng đỏ chót. Đây anh xỏ qua hai càng. Không lo nó kẹp đâu mà. Thả ra. Đây em để chiều này anh dễ buộc này. Đó. Thả ra. Ơi. Thả cho cái dây vào. Chắc thế nhỉ. Được chưa? Ừ, anh để cho nó há ra đi. Thế không được, không được đâu. Đấy, cái nhả ra đấy. Đây là được rồi, chết rồi. Đây. Rồi. Một em. Tiếp tục đi lên trên kia thôi mọi người. Đi bắt lấy chục con như nào. Cua này ấy thì bắt ban ngày phải đào này, không đào này không bắt được nó đâu. Không đến ấy. Ban đêm nó mới ra mà cái loại này nó giống này nó cũng khôn lắm. Nhiều hoang đá đây không kịp ấy. Cứ đâu có hang hốc là moi này. Có hang đấy à? Ừ. Doanh đã thấy một hang trên này à? Ui con này có vẻ ác ấy nhờ. Con này có vẻ là ở sâu đấy. Mất dấu rồi. Mất dấu ra. Đây là cua bé. Anh là dưới đá này có một cái hang này. Thằng nhóc cũng phát như này lên là ừ. Hội nhau nhóc. Đá to hội nhau nhóc thôi. Còn nó ở bên ven đó, nó ở chỗ nào cái dễ này. Đấy, cứ bắt cua từ đây dần dần lên đến trên kia đến bẫy là thăm bẫy luôn. Có khi lại trúng nhá anh Thảo nhờ. Có khi là như kiểu là tối qua ấy, tối qua mới trúng là hôm nay vẫn ăn được tuốt. Ô, con cua này cua nhỏ thôi, thả đi anh Thảo ơi. Thả đi. Thôi, cua nhỏ thì thả đi. Cá chua này. Con to thì bắt, con bé thì thả lại cho nó lớn. Bắt con to thôi. Bùi lá chua này ác nhờ. Bùi lá chua này mà là ở nhà nên đem về kho cá ngon lắm này. Trong rừng thì có rất nhiều mà ở nhà nó không có đâu. Tìm chỗ nào có hang ấy anh Thảo à? Hang mà. Doanh thì moi trên này, đi lên trên này xem. Con đá này chắc quá. Hai người hộ nhau. Có hang không? Có hang. Có. Hang đi vào trong không? À, hộ nhau vần đi. Xem được không? Hộ nhau bảy cái viên đá ra. Ở đấy. Úi, viên đá trên này, viên đá trên rơi này. Đấy. Nhanh chậm mà nó chạy ngay. Ừ. Chậm nó tụt vào sâu hơn là khó bắt đấy. Loại đào hang ghê lắm. Nên là cái hang của nó sang hòn này thì vậy. Hòn này to quá rồi. Sờ thế, thấy có hang vào. Đây, bỏ qua đi. Cái đang khô quá thì bỏ qua. Cá. Đợi đang tao đang. Hang to. To. Nhưng mà có đất đùn mới không ấy? Anh thấy cái mỗi cái miệng hang rồi. Thọc tay vào tận sâu tận trong này. Thấy gì không?
Ui rắn. Rắn cho mình. Xong anh. Xong xong đã đào mới. Anh thấy sợ rắn không? Giật mình thôi. Giật mình thôi gì? Nghe rắn lắm. Hang này nhiều hang, có cua nhiều hang, có rắn nước ở trong đấy. cái nào mà thấy có đất bùn ra mới với anh Thảo ạ thì nó mới có. Không có đất bùn đâu. Có đất bùn thì có khi là nó bỏ ấy, nó bỏ hang rồi ấy. Nhìn hang nó mốc mốc ấy là không có đâu. Hang nó phải có đất bùn mới ra cơ. Cái hang này nghe có vẻ là sâu lắm rồi anh ạ. Cái trò này đúng là đá. Cua này thì nó đào khỏe. Anh Thảo thì moi lố bên kia. Moi hang bên kia. Anh Thảo bị em dọa cái giật thót tim. Sâu thế á? Hang sâu lắm, ngập cái cây rồi. Có gì đâu, hết hàng rồi. Hết hàng rồi. Có khi là con này nó bỏ tổ đấy. Bỏ con này nó phải đùn mới mới. Đùn mới là nó vẫn còn đấy. Thôi lên trên anh Thảo ơi. Đây. Không thấy đùn là nó không ở đâu. Nó đùn là đất mới ra là giống như là nó tu sửa cái hang của nó ấy. Đào luôn. Bắt được con cua cũng vất vả đấy. Không đơn giản đâu. Ừ, nó liền ra tại đây này. Ờ. Hai viên à? Hai viên. Bỏ thế nhỉ? Nhưng đá to quá mọi người ạ. Đâu 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 đâu. Úi giời. Kịp không? Kịp chứ. Đây. Ôi giời, chạy nhanh nhỉ. Ôi giời. Nó trong viên đá này hả? Ôi giời, hai con. Anh Thảo lật viên đá lên, nó ở ngay dưới viên đá. Cái hang dưới kia thì không đào được. Lên trên này anh Thảo lại bắt được con này. Ui, ui. Đây, hai con rồi. Lại buộc vào dây thôi. Ôi, con muỗi nó đốt em ngứa thế. Ý. Luôn đấy, mọi người đi rừng bắt cái loại cua này mọi người có buộc cái này không? Đấy. Buộc kiểu này là đúng kiểu đi rừng đấy. Trời. Hai đấy, con. Hai con. Chúng ta to lật được thấy mà. Khá phết nhỉ. Ui cái hang trên đấy đẹp thế. Doanh. Nó moi đấy à? Ui cái trên này Doanh nó. Đây là cái hang này đất mới đét luôn này. Anh Thảo ơi, lấy dao em mượn. Từ Doanh ơi, chặt chặt cái này đi đã. Chặt cho nó quang quang thì đã. Rồi, chặt cái này nữa nha. Từ từ. Nốt phát đây ạ. Rồi, đào đi. Ui, con này moi ác thế nhờ. Ui, con này thì đất mềm này nó đào cho thì vào hàng mét. Sâu lắm. Mình đào dễ thì nó cũng đào dễ. Có thấy hang ở đâu nhỉ? Có thể như cái mỏ nước này. Hay là mỏ nước. Không, nhưng mà vẫn có cua. Đây này, nó đào từ đây ra này.
nhiều nước nhỉ. Ôi giời, ôi giời. Thấy gì không? Không thấy gì. Rách nó móc. Thôi thôi, bỏ qua. Rửa tay đi. Sâu lắm. Sâu lắm. Rửa tay đi, rửa tay. Xong đây đây đi. Hang sâu lắm nước. Đây, xuống. Tiếp tục đi lên trên thôi mọi người. Hai con rồi. Đẹp sạch rồi. Anh Thảo đi thăm bẫy mọi người ạ. Bẫy đánh bên này này. Mà đi khó lắm, mình ở đây chờ anh đấy thôi. Được thì anh đấy sạch ra. Được thì anh Thảo sạch ra. Xoanh thì tiếp được ở bên kia rồi. Được không anh ơi? Được cua hả? Cua chắc bị chết rồi nhỉ? Đắt bét rồi. Ui giời. Này. Ui giời, được con cua. Thôi bỏ qua đi anh Thảo ơi. Đi, tiếp tục đi. Em nhìn kinh khủng thế. Tránh ra nhá. Đấy, tránh xem nhá. Giờ nó phát xuống. Dạ. Không có gì quý hơn độc lập được rồi. Đây có mấy cái hang cua đào uống bét này. Anh mà cái này có vẻ hang cũ anh Thảo. Giống như kiểu hang cũ ấy. Thôi lên trên đi. Sợ nhỉ, nhìn mỗi cái cây cây củ giấy này mọi người nhìn này, nhìn ác không, cây này phải 50 cân, sợ nhỉ, cao khoảng 3 mét, dài lắm, nhìn thấy củ này. Đây, đây 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 có một con này, đâu mới này, ấy cái đấy lật cái đá ra anh Thảo ạ. Ừ. Lật viên to này ra. Doanh ơi, sang đây hộ nhau lật viên đá này đi. Đào to lắm. Lật viên đá ra xong đào. Đấy. Được chưa? Một con à? Một con nhưng không bắt được. Sơ thấy nó chưa? Đây theo ấy. Đâu đâu đâu? Đây lại là đi vào trong rồi. Hang, còn hang sâu không? Moi đi, lật viên đá ra. Thò tay vào không nó chui vào trong mất. Có thấy không? Ừ. Thấy không? Lại nắm càng à, cẩn thận nó kẹp rồi nha. Cua này mà kẹp là đau lắm đấy. À. Ôi con này con nhỏ thôi. Nghe làm nào. Được. Cứ lấy đi. Được không? Đây không được. Thế thì anh Thảo buộc đi anh Thảo. Đấy. Lại thắt nút vào buộc cẩn thận cái khéo cái dây kìa nó đứt kìa. Quay vào đây coi. Ừ, không phải cho cái càng vào. Cầm đây này. Thả ra, thả ra. Thả đấy, cứ thả ra đi. Cầm đây ra. Không chịu hợp tác. Từ. Ơi. Nhỏ thì cứ từ từ đã, Danh ơi, xuống đây hộ nhau vần viên đá đã. Từ từ thì nó chạy đi mất kìa. Bắt đi. Thế bắt đi. Sai cái. Vần rồi, viên đá ở đây đấy. À đây à. Cua nhỏ này có cái ống nứa ấy nhỉ. Chặt ống nứa đỡ phải buộc.
Bởi vì cua bé thì buộc nó cũng khó. À, nhưng mấy con to này lại buộc nó dễ hơn, con bé lại buộc nó không chắc đâu. Đấy, làm dây vào thít à? Làm cái gì? Làm xoắn một vòng đây này, giống như cái con vừa nãy. Tạm thời không cầm được. Đây, đưa cua. Đấy, xoắn lấy một vòng. Bỏ này vào là thít thôi. Đấy, từ từ, khéo, chỉnh đã chứ. Nó đã vào đâu. Cho nó. Ghê ghê. Không sợ đâu mà. Nóng kẹp đâu mà, đấy. Từ từ xem cái chân nó đã. Xem chân nó đã vào chưa. Đấy, được rồi, ok. Không dây, à? Còn đá đấy, không một, một dây có vẻ hơi thưa nhỉ. Cao hơn mà cua bé hơn nhỉ. Thế là được 4 con. 2 con to, 2 con nhỏ. Tiếp tục đào thôi. Cái tìm vườn đá vườn đá to kia bắt được luôn. Cây mục rồi này. Lại chẳng có gì. Chẳng có gì vui mà. Đây là cái đá thôi. Nhưng không có con gì ở đây nhỉ? Trục trơn. Đây là chịu. Thắp nốt mấy cái nữa xem là được không? Cái này là cái gì? Sâm thục. À, sâm thục không? Phải. Nhưng mà cái loại này loại trắng, có một loại nữa đỏ hơn. Như họ lấy loại kia thôi đúng không? Ừ, loại kia loại kia nó củ nó dài lắm, nó không ngắn này đâu. Củ như kiểu ấy đấy, nhà kiểu ấy. Mang về làm thuốc đây. Cái trong khe mỏng nhiều lắm. Sâm thục. Biết là nơi khác còn có cái tên gọi khác nữa không, ở đây người ta gọi sâm thục. Chả được nhỉ, buồn nhỉ. Thôi hôm nay ăn cua 4 con. Còn đào thêm một con to nữa đi. Mỗi người con. 2 con to 2 con nhỏ. Ây da. Xấu lắm. Lột thuồng à. Luột cái cây thuồng vào mà thấy nó đi gần hết cái thuồng thấy chán rồi. Anh lên thăm nốt mấy cái đi, em đây chờ nhá. Ra đâu mà. Ra đây. Rồi cho anh Thảo thăm nốt mấy cái trên này đây mọi người này. Mình chả lên nữa, mệt lắm. Coi khoảng 2-3 cái thôi. Ở đây chờ không được thì đi rút, đi về lán này. 4 con cua về nấu canh. Úi dồi ôi. Nó bói từ sửa cái lán này. Quá. Ui dồi, một bọng nước này. Sau một đêm mưa gió báo bùng. Ôi, có mình con mai hôm qua mình ngủ ở trong. Ở trong hang đâm ra là mưa không đến. Ui, ra hết cả bạc này. Bọng nước à? Bọng nước ở đây này. Nặng quá, không là gãy cây ngang ở sau. Đây này mọi người, hồi hôm nay mấy anh em mình về lán thì mưa nó đọng ở trên cái bạt này sập hết cả cây.
Đấy, anh Thảo vừa mới sửa sang lại xong rồi. Đấy, ngoài ra thì đấy, mấy anh em mình còn chuẩn bị được một ít tre, một ít cây vầu ấy, để làm cái sàn ra đây này. Buổi trưa ấy, lên trên này nghỉ trưa nó cho nó mát. Với lại là ăn cơm các thứ là trèo lên trên này, ăn cơm ngồi ngắm cảnh rừng cho nó thoáng, gió thì thổi. Đấy. Bây giờ thì chuẩn bị mấy cây này bắc lên là xong thôi. Anh Thảo buộc nốt hai cái sợi lạt kia là xong rồi đấy mọi người ạ. Mọi người này sướng không? Đây này. Rộng lắm, tha hồ nhá. Làm cái này để lúc buổi trưa ấy, ăn cơm thì ngồi trên này cho nó thoáng mọi người ạ. Không ngồi ở trong liều mãi rồi, được thay đổi góc nhìn một tí. Với lại là ngồi đây cho nó mát. Đấy, tha hồ nhún. Ui, ui, dùng dùng đấy. Vậy là anh ôm cột luôn hả? Gậy ở đâu? Thoải mái nhờ. Thoải mái. Nhìn đây sướng không? Ăn cơm mỗi thằng ngồi góc. Em ngồi góc bên này. Anh ngồi góc bên, này. Bên đấy. Anh ngồi góc này. Có còn thiếu cái cầu thang lên nữa anh Thảo ạ? À? Nhờ. Thang để làm chắc là làm cái cầu thang tìm luôn cái gốc cây này. Đây này có cái gốc cây mọc đây này. Mọc gốc cây kệ đây nó cũng chặt thôi nhá. Để đây để tì cái cầu thang lên luôn. Lên sàn. Cái này phải làm đấy. Một cái cây ngang, be ngang thế này nữa. Đúng rồi. Thì nó khỏi tụt đồ. Buộc theo ở đây này, đây sao cái đấy. Buộc cho nó đỡ ghê, không sợ nó xô ở đây ghê lắm. Cảm giác nó ghê. Hai cái này là hai cây nguyên à? Hai cây nguyên, cây tre đấy, để lại nó. Cái này không chặt đâu, buộc tạm ở đây. À, buộc lợi dụng nhỉ, cái này gọi là lợi dụng địa hình à? Được không nhỉ? Được. Ui, có cả mục nhĩ này. Ui, đây có cả mục nhĩ này, cái này ăn được đấy. Mấy cái. Đây này. À đấy, làm xong cái này rồi thì mấy anh em mình chuẩn bị bữa tối thôi. Hôm nay là có cua rồi. Đấy, mấy anh em bắt được cua. Đây có thêm mấy cái cây mộc nhĩ cho doanh tất này. Đấy. Xong rồi mấy anh em mình sẽ đi tìm một ít rau củ quả nữa để liên hoan cái sàn mới. Đấy, tối nay ăn cơm trên này luôn. Tối nay chơi lớn nhá, tối nay liên hoan nhá. Hôm nay ăn cơm trên này được rồi mà anh Thảo nhỉ? Ừ, tối nay ăn cơm đây. Tối nay ăn cơm luôn trên này nhỉ? Treo tí để mai làm thang xong. Ui, cái này đêm ban đêm ăn cơm này, treo luôn đèn đóm ở trên cây này dọi xuống quá tuyệt vời. Bếp đầu kia lán tối ngủ treo lên trên kia kìa. Còn ở đây muốn ngủ được thì phải làm thêm cái mái tre nữa. Sướng không? Nên để em xuống cái này em cho mọi người nhìn tổng quan luôn. Đây anh Thảo ơi, nhảy lên xem nào, xem chắc không? Đây. Nhìn anh, sướng nhỉ? Anh, ui rung rung đấy. Anh Thảo ơi, có khi là phải làm một cái đòn tay chống ở đây xuống nữa để nó đỡ cái lực ở đây này. Không phải cây này nguy hiểm phết. Cái này ba người dồn về đây là có khi là gãy đấy. Cho nên là làm cái đòn tay đây. Đây là có một cây chống này. Đây này, dưới này làm như này mọi người này. Đấy. Được không? Quá đẹp nhỉ.
ở trong rừng làm một cái sàn như thế này để mà ăn cơm hay là nghỉ trưa ở đây thì quá tuyệt vời đấy mọi người ạ. Thế thôi nhờ, xong rồi mấy anh em mình đi tìm rau củ quả để ăn tối đi. Trời sắp tối đấy. Trời sắp tắt nắng đến nơi rồi. Ở trong rừng này mà tắt nắng cái là nó tối om luôn đấy. Cẩn thận nhá. Ây da. Cái củi này, à cái cây tre này trời mưa nó ướt, khó cháy thật. Về đến lán rồi mọi người ạ. Đun cái nồi nước lên cho sôi để uống trước đã, khát quá. Đây, hồi chiều này mấy anh em đi kiếm được con gà rừng này, à quả bi chuối này, hoa chuối đấy. Đào được ít củ mài nữa để tối nay luộc ăn. Đấy, tối nay ăn củ mài, hoa chuối, cua thì để dưới kia. Một ít măng anh Thảo đang bóc dưới kìa. Đây, này Danh chặt được mấy cái cây này là cây chè rừng ấy. Cái này chắc phải bóc lấy cái lá non này trên thôi chứ nhỉ, Danh nhỉ. Lấy cái lá non này trên ngọn này ăn là đun uống ấy chứ nhỉ. Đấy thì này để đây ngày mai nó khô nó sẽ xe đun nước uống ngon lắm. Nước chưa có đâu, bây giờ mới có đầu nhú. Măng củ mà đây này. Cái này là măng đầu mùa đấy. Mình chặt đi như này là ít nữa nó mọc nhiều này. Nếu mà không ai chặt thì nó không mọc đâu nhá, măng trên rừng này. Chặt nó mới mọc được. Chặt ra nó mới để ra nhiều cái nhánh, cái mầm ấy. Xong nó luộc lên là chén. Vừa mệt vừa đói. Đun nước lên uống trước đã. Để khát. Danh oải thế. Đói lắm rồi à? Đói. Trời nóng nực quá mọi người ạ. Mấy anh em ai cũng mệt, ai cũng đói lắm rồi. Ít cái lá này vào nhá. Tí nữa nó sôi đã, sôi thả vào. Cái lúc sôi thả vào. Đun nồi nước uống trước đã. Dùng nước đây sướng nhỉ. Sẵn. Mọi người thấy không, lên rừng được cái là nhìn nguồn nước này. Ây da. Ui có rắn. Ui cặp long cặp nia đấy. Ui ghê chưa. Quá nguy hiểm. May Doanh nó chạy nhanh đấy mọi người này. Sát chân. Nó bỏ về phía em à. Từ em zoom lại. Có con cặp nia nhỏ thôi. Hả? Cặp nia. Nó đang bò dưới em, nó xúc dưới lá cây. Máy Doanh chạy nhanh đấy. Đâu nhỉ? Đúng rồi, con này là nó. Coi là thấy ánh đèn đấy. Ánh đèn nó đi theo. Nó xúc trong lá cây anh Thảo ơi. Xúc trong lá cây à? Ở đây, đây từ từ Doanh ơi. Đây nó giúp ở trong cái lá chuối kìa. Mọi người thấy không? Đây này. Đây này. Đó. Rắn đấy. Con này cầm nia đấy, con này nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm luôn nhá. Đúng không? Nguy hiểm cực kỳ luôn. Đây Doanh ơi, xử lý đi. Ăn cơm thôi mọi người ơi. Giờ này muộn rồi, hơn 10 giờ rồi đấy. Đây này, hôm nay ăn củ mài, ăn cua, ăn hoa chuối thôi. Nay liên hoan cái chòi mới. Cái chỗ này hôm nay là hoàn thiện này thôi mọi người nhá. Rồi ngày mai có thời gian thì mấy anh em mình sẽ căn ke ở bốn cái bức rào đằng bốn phía này để ngồi trên đấy nó an toàn hơn. Ui cẩn thận đấy anh. Đổ phát là mất ăn đấy. Nhìn cua màu đẹp nhỉ.
cơm thôi. Ui, cái mùi nó bốc lên. Ăn tối thôi mọi người. Thận nha. Dành trên này đỡ. Đấy, cái đần đần luôn này nhỉ. Đấy. Chéo các kia. Còn nó canh nữa phải không? Nhìn nó hoành tráng ấy chứ nhỉ. Dậy ra. Lên sàn chứng khoán nào. Anh có cười tất không? Không, cười tất đi. Không cười tất ra cười ra đi. Không mùi đâu. Tí nữa anh em ngất giờ ấy. Không mùi đâu. Hôm nay làm xong cái chòi này mới thấy cái độ nguy hiểm mà khi ở dưới đất nhỉ. Đúng rồi. Ôi. Bắt nãy hai anh em mình với Doanh rửa bên kia kìa. Rửa lúc rửa củ mài ấy. Thì một con rắn nó cặp con đấy không biết là cặp ni à. Cầm nia, cầm nong, con khúc đen, khúc trắng đấy. Xong là lúc quay đây đang nấu nướng này thì một con phì phì ở đây ra. Lại một con y xì thế nhưng mà to hơn. Mấy anh em xử lý hết rồi. Nguy hiểm lắm, gần độc. Không, đây rồi. À đây. Hả? Xin dài đấy, xin dài đấy. Dài một ớt. Ớt này, có cái quả máng. Anh Thảo làm quả máng vĩ đại nhỉ? Nóng quá. Ngon đấy. Ôi trời, đói lắm rồi đấy. Trưa nay vừa chưa? Hôm qua phải không? Hôm qua rồi. Đúng rồi không? Bữa nay mới cay, ớt chỉ thiên. Bốn quả. Ừ. Cay lè lưỡi ăn sướng. Doan cho ít nước. Đúng bài rồi. Đúng rồi. Đấy, ở trong rừng, ở trong rừng sinh tồn thì ăn thế thôi. Củ mài này ăn thay cơm luôn đấy, thay gạo thay cơm. Còn trong rừng thì hái săn bắt hái lượm được cái gì thì ăn cái đấy. Trong rừng thì lúc nào cũng có chuối, có măng đấy, mùa này có cả măng. Cua thì có cua rừng, cua khe đấy. Đào này có may nhỉ, vừa khéo mới thằng một con. Mỗi người con ba con. Doanh không ăn thì để anh. Còn thế. Này thiếu mỗi rượu thôi. Mời cả nhà ăn cơm đi. Mời tất cả mọi người nhá. Mời nhà ăn cơm nhá. Ăn cái củ mài này trước. La 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 la. Làm bốn quả. Tài lắm ấy. Nhưng mà đói ăn gì ngon. Em ngon. Tuần này đói mà. Cày lắm ấy nhá. Ở nhà chắc mọi người đi ngủ hết rồi. Yeah. Nhưng mà hôm nay có đồ ăn cái không mở hang nhỉ. Hang đói kinh khủng luôn. Thế anh bảo lúc đêm dậy nướng thịt rơi bảo ăn hết đi thì không ăn. Anh đói quá anh dậy anh chén hết rồi đấy. Em thử một miếng nhưng mà nó cứ mùi cái gì ấy. Ngon. Ghê ghê lại không dám ăn. Mùi luôn. Nghĩ đến Covid à? Doanh có phải nhịn đói nhiều mới ăn được. Không cũng đói quá rồi, cũng dậy chén đại rồi. Thật sự thì đói quá nên làm liều. Hôm đấy ngủ có ngày đâu, tôi cũng ngủ được đâu. Đói bụng cũng ngủ được. Thank you.
thông rồi.